Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần nội thất bên trong một chút xíu nha. Ở phần các cái cụm phím chức năng ở phía đầu gối trái của chúng ta sẽ, với các bạn sẽ để ý ở đây, chúng ta sẽ thấy là có đến 4 phím chức năng. Cái phím chức năng đầu tiên là bao đo ốp, tức là cái phím này để sử dụng là tắt hoặc là mở cái hệ thống là cửa điện của chúng ta khi mà chúng ta ấn vào như thế này. Cái phần mà màu cam ở trên đây thì khuất, tức là cái phần mà hệ thống đóng mở cửa điện chúng ta đã bị tắt. Nếu muốn mở lại thì chúng ta sẽ ấn vào đây để khởi động lại cái hệ thống đóng và mở cửa điện. Phím chức năng kế bên đây. Đây, khi mà chúng ta ấn vào thì chúng ta sẽ có cái ánh sáng màu vàng phát lên, là lúc này thì cái phím chức năng này để sử dụng để chúng ta sưởi vô lăng. Sưởi vô lăng, tính năng này cũng ít sử dụng ở Việt Nam, chủ yếu là nơi mà có không khí lạnh chúng ta mới sử dụng cái tính năng này. Rồi. Và hai cái phím chức năng bên đây có cái ký hiệu là hình ghế, thì hai phím chức năng này để sử dụng để thu gọn hàng ghế thứ hai lại. Thu gọn hàng ghế thứ hai lại như thế nào thì lát nữa khi mà chúng ta đến cái hàng ghế thứ hai thì bọn Khoe sẽ nói chi tiết hơn đối với hai cái phím chức năng này nha. Rồi ở phía bên dưới đây chúng ta sẽ có tương tự đối với các xe, những cái xe thông dụng thì chúng ta sẽ có hai cái lẫy chức năng để mở cái phần nắp bình xăng và mở phần nắp turbo trước. Đối với hệ thống đèn của Toyota Alphard là sử dụng hệ thống đèn full LED hết toàn bộ. Còn đối với cái phần công tắc tắt mở như thế nào thì cũng tương tự như các cái dòng xe hiện tại. Khuê sẽ giới thiệu nên là cái phần này Khuê sẽ nói nhanh ha, hướng dẫn nhanh thôi. Đối với cái phần ở phía bên tay trái chúng ta, cái lẫy này để điều khiển về cái hệ thống đèn. Ở đây chúng ta sẽ có các cái vị trí. Vị trí không là tắt đèn, auto. Vị trí này thì xe sẽ có các cảm biến ánh sáng. Khi mà trời tối thì xe sẽ tự động mở đèn đề mi hoặc là mở cái đèn chiếu gần. Vị trí phía trên tức là vị trí mở đèn đề mi. Khi mà chúng ta thường sử dụng trong trường hợp mà trời chiều tối chúng ta hay sử dụng cái phần đèn đề mi đó. Rồi lên trên một chút xíu, đây là cái phần chúng ta sẽ mở đèn cos. Để mà mở đèn pha chúng ta sẽ đẩy lên như thế này để mở đèn pha, hoặc là xin đường chúng ta sẽ bóp vào cũng là pha. Ở phía trong này chút xíu chúng ta sẽ có phần đèn gọi là đèn sương mù ở phía trước. Đèn sương mù phía trước ta sẽ dẫn cái khâu phía trên phía trong đây để mở đèn sương mù ở phía trước. Và để đèn sương mù phía trước phát sáng thì đòi hỏi chúng ta sẽ ở cái vị trí từ đèn đề mi trở lên, tức là đèn đề mi sáng hoặc là đèn cos phải sáng thì lúc này đèn sương mù mới hoạt động. Ngoài ra thì cái phần tính năng về đèn xi nhan thì cũng tương tự như các dòng xe thông dụng thôi, tức là chúng ta kéo xuống để xi nhan trái và đẩy lên để xi nhan bên phải nha. Rồi, đó là phần về phần điều chỉnh đèn. Phần cụm vô lăng của Toyota Alphard thì được bọc da và ốp gỗ, và cụm vô lăng này được điều chỉnh bằng cơ nhé quý vị các bạn. Trên cụm vô lăng chúng ta sẽ có các nút điều chỉnh các phím chức năng. Ở phía cụm phía bên tay trái là cụm phím chức năng để điều chỉnh cái hệ thống giải trí, bao gồm ở đây chúng ta sẽ có các cái phím để chuyển kênh. Cái phím này có mũi tên xuống hoặc lên để chúng ta chuyển kênh. Rồi phím âm lượng, này được thiết kế ha, chúng ta sẽ đẩy là một cái lẫy đẩy lên đẩy xuống để tăng giảm âm lượng. Phím mode này để chúng ta thực hiện cái thao tác là chuyển giữa các cái chế độ nghe nhạc, giữa các chế độ audio. Kế bên đây là ta sẽ có cái chức năng là đàm thoại rảnh tay. Và hai phím này có hình cái điện thoại này, tức là để chúng ta gọi hoặc là gác máy điện thoại khi mà điện thoại chúng ta kết nối Bluetooth với cái hệ thống DVD của xe Toyota Alphard này. Phía bên phải cụm vô lăng chúng ta sẽ có các cái nút điều chỉnh để chúng ta quan sát cái màn hình hiển thị đa thông tin này. Ở đây chúng ta sẽ có cái phím nè. Đây cái phím này để chúng ta chuyển giữa cái trang thông tin. Chuyển giữa các trang thông tin, chúng ta di chuyển giữa các cái trang thông tin. Đây, còn cái phím ở như thế này, ở phía dưới này để chúng ta di chuyển lên xuống và chọn lên xuống để và chọn các tính năng. Lên xuống và chọn các tính năng. Đây. Rồi còn phím này chúng ta quay trở về trang thông tin thấy các bạn. Cái phím phía dưới đây có nhiều cái trang này, bấm thế này sẽ quay trở về trang thông tin về vận hành của xe. Còn phím bên đây hiện tại phím quay lại thôi, rất là đơn giản. Đây là cái phần cụm đồng hồ của Toyota Alphard. Cũng giống như các dòng xe khác thôi, chúng ta sẽ có cụm đồng hồ ở phía bên trái là đồng hồ báo tua, và phía bên phải là cụm đồng hồ về báo tốc độ của xe.
Điểm đặc biệt mà Huy xin hướng dẫn đến quý vị các bạn là trong quá trình sử dụng, đó chính là cái phần màn hình hiển thị đa thông tin ở giữa này. Thì cái phần trang đầu tiên đó chính là cái trang thông tin về vận hành, cái chữ Y nè. Đây là cái chữ Y là cái phần trang thông tin về vận hành của xe. Thì trong đây sẽ có về tiêu hao nhiên liệu như thế nào, rồi cái điểm eco chúng ta, đây là điểm eco nè, như thế nào, rồi tốc độ đấy, và có một cái điểm hay nữa đó là ren. Ren này tức là báo khi mà chúng ta cái lượng xăng lên trên xe, cái lượng nhiên liệu trên xe, thì ứng với lượng nhiên liệu đó thì chúng ta đi được bao nhiêu km nữa thì sẽ báo ở trên này để chúng ta tiện quan sát trong quá trình vận hành xe. Xin lỗi với các bạn, khi mà tại cửa đang mở thì sẽ cái phần cảnh báo cửa mở thường xuyên hiện lên nhé quý các bạn. Rồi sang cái trang thứ hai, trang thứ ba có hình có cái hình là nốt nhạc. Đây là hiển thị cái thông tin của cái hệ thống giải trí các bạn. Đây cái phần này hiển thị thông tin này hệ thống giải trí. Đây Huy đang mở cái hệ thống giải trí, AM thì nó sẽ hiện AM lên, hoặc là FM sẽ hiện FM lên, hoặc là cái bài hát nào đó thì sẽ hiện cái tên bài hát nó lên. Đấy. Rồi tiếp theo có phần chữ A. Phần chữ A này thì hiển thị cái thông tin về cái tính năng là dừng và khởi động tạm thời. Rồi cái trang tiếp theo, cái trang đối với cái trang này thì chúng ta sẽ thấy được cái thông tin là tên xe chúng ta, thông tin cái hàng ghế phía sau, đặc biệt là các hàng ghế phía sau như thế nào nè. Chúng ta thấy là cửa nè, đây báo về cửa nè, cửa đóng, cửa mở đấy, rồi cuộn xuống dưới chút xíu, đó là ở phía sau nè, cửa nè. Rồi chúng ta sẽ có thông tin nè, khi di chuyển bằng cái nút cột thanh cuộn, chúng ta sẽ có là thông tin về nhiệt độ nè, hướng gió nè, ở phía sau như thế nào, là tốc độ bằng gió chúng ta có thể theo dõi được nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ có personal lamp, tức là đèn cá nhân của mỗi người tại phía sau. Lát nữa ra phía sau tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn là tại mỗi cái hàng ghế, mỗi cái vị trí ghế chúng ta sẽ có một cái đèn riêng, và cái tính năng này để chúng ta để thể tắt mở cái đèn cá nhân. Đấy. Rồi light color, cái phần này thì chúng ta có thể là điều chỉnh phần đèn tầng ở phía sau, điều chỉnh phần đèn tầng, tức là màu sắc đèn tầng nó có đến 16 màu quý các bạn. Để rõ hơn lát nữa qua cái khoang thứ hai, khoang hàng ghế thứ hai thì Hoàng Khoe sẽ cho quý các bạn thấy rõ hơn và hướng dẫn quý các bạn cách mà chúng ta thay đổi màu và cũng như chỉnh cái phần mà đèn tầng ở phía sau nha. Ở đây có đến 16 màu. Rồi ở phía trên thì chúng ta sẽ có là chỉnh về cái ánh sáng, cường độ ánh sáng. Đây. Dường như là trong cái màn hình hiển thị đa thông tin này, chúng ta chỉ cần thao tác bằng tay phải thôi, chúng ta đã có thể là nắm được toàn bộ cái thông tin trên chiếc xe của chúng ta trong quá trình vận hành nữa các bạn. Đây. Trong quá trình vận hành. Và cái phần bánh xe cuối cùng, cái trang cuối cùng thì chúng ta có thể thấy là có thể là tắt và mở các cái hệ thống cảnh báo an toàn trên xe trong quá trình này. Ở phía đầu tiên nè, đầu tiên là chữ B nè, tức là cái này sẽ chúng ta tắt mở cái hệ thống là cảm biến va chạm. Khi mà chúng ta lùi xe chúng ta sẽ được trang bị các cái cảm biến góc ở phía trước và phía sau. Khi mà lùi xe thì sẽ phát ra tiếng kêu, cách tầm khoảng 1,5 m thì sẽ phát ra tiếng kêu đối với cảm biến trước và sau, còn các cảm biến góc thì sẽ phát ra tiếng kêu trong phạm vi tầm khoảng 0,5 m, 0,7 m. Đây, chúng ta sẽ tắt là off nè, on, off. BSM là cái tính năng về cảnh báo điểm mù, tức là những cái xe mà di chuyển ở phía sau rơi vào điểm mù của xe thì sẽ phát ra tín hiệu ở phía bên gương, nên chúng ta có thể là tắt hoặc mở cái tính năng này. Phía dưới là RCTA là cảnh báo cái phương tiện cắt ngang ở phía sau khi chúng ta lùi xe. Cái tính năng thứ tư, đây là một cái tính năng mới mà mọi quý vị các bạn có thể là bật hoặc tắt. Đây là một cái tính năng rất là mới trên xe và chúng ta sẽ bật hoặc tắt bằng cái hệ thống bằng trên cái màn hình hiển thị đa thông tin này nha. Nano, đây là một cái công nghệ khử mùi trên xe, tức là ngoài cái dàn lọc
thông thường của như là xe hơi thông thường của chúng ta thì có cái dàn lọc gió thông thường. Tuy nhiên là đối với xe Toyota Alphard nó sẽ được trang bị thêm cái tính năng cái hệ thống là khử mùi và diệt khuẩn nữa các bạn, diệt khuẩn và khử mùi rất là hay và mang lại chúng ta lúc nào cũng có một cái không khí trong lành ha. Chúng ta sẽ mở lên Nano On. Đây là cái công nghệ của được hợp tác bởi Panasonic. Đây, ở phía dưới nữa chúng ta sẽ có thông tin về phương tiện nè. Ở phần tính năng này chúng ta có thể là điều chỉnh sâu hơn, chi tiết hơn ở từng cái tính năng an toàn. Giống như chúng ta sẽ thể là cài đặt về cái độ nhạy của cảm biến. Đối với những cái phần này thì quý vị các bạn nên đến các cái đại lý Toyota chính hãng để được các anh kỹ thuật viên hoặc các anh cố vấn dịch vụ chúng ta hỗ trợ mình sẽ dễ hơn, tại vì nó liên quan đến cái vấn đề an toàn. Đây là về đo lường, cái phần này là đơn vị đo. Đó là những gì về cái cụm đồng hồ chúng ta ha. Nếu mà cái phần cụm đồng hồ này có khá là phức tạp, do đó là trong quá trình sử dụng, các bạn có những cái thắc mắc nào thì hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline của Toyota Tiền Giang 0911 131 314 để các bạn nhân viên kinh doanh ở đây hỗ trợ chúng ta trong quá trình sử dụng xe nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái hệ thống giải trí ha. Lúc nãy Huy có nhắc chúng ta là hệ thống giải trí chúng ta là điều chỉnh trên cái vô lăng ở cụm vô lăng bên trái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gần hơn với cái hệ thống giải trí này. Cái hệ thống giải trí này chúng ta có thể là nghe DVD, nghe bằng thẻ nhớ USB hoặc là kết nối Bluetooth rất là tiện lợi. Và Huy thấy là cái thao tác chúng ta sử dụng trên cái đầu DVD này cũng rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nữa nha. Mặc định thì cái phần mà mặc định thì chúng ta sẽ làm một cái bản đồ. Rồi chúng ta sẽ về menu nè, bấm menu để về menu. Menu cũng rất là đơn giản theo các bạn, thì gồm 3 phần đơn giản là phần cài đặt, rồi về phần bản đồ, rồi các cái phương tiện khác rất là đơn giản. Đấy. Rồi menu ở giữa chúng ta sẽ có audio, chúng ta sẽ nghe nhạc bằng chuyển đổi giữa các cái chế độ nghe nhạc. Ở đây thì chúng ta thay đổi là có AM nè, FM nè, đĩa nè, iPod USB nè, rồi Bluetooth nè, ở phía bên hông đây có AUX nè, rồi LV nè. Đó, rất là tiện lợi với các bạn. Rồi về home chúng ta chọn ấn ở đây thôi. Ở cái trên màn hình này chúng ta sẽ có các cái phím này, phím chức năng này để chúng ta lấy đĩa khi mình đưa đĩa vào hoặc lấy đĩa ra. Bên hông này thì sẽ có một cái thẻ nhớ micro SD. Thẻ nhớ này cũng thông dụng, chỉ nghe nhạc rất là thông dụng. Ở cụm ở phía bên dưới này thì ngoài các cái phím chức năng này cảm biến hết, chúng ta sẽ có là cái nút này để điều chỉnh âm lượng nè, và nút bên đây thì để chúng ta dò đài radio AM nè, FM nè. Đây chúng ta dò đài thủ công nè. Đấy, khi chúng ta dặn cái này thì nó sẽ dò đài thủ công. Đây rồi, về phần kết nối, ngoài ra cái phần kết nối USB hoặc là AUX thì chúng ta sẽ mở cái phần cớp trong bệ tựa tay ra nhé quý các bạn. Rồi xuống phía dưới một chút xíu, chúng ta sẽ có cái hệ thống điều hòa thì chúng ta sẽ có hai cái nút rất là to. Bên đây là để điều chỉnh nhiệt độ nha quý các bạn, điều chỉnh nhiệt độ nè. Chúng ta hãy nhìn vào màn hình LCD ở giữa để quan sát các cái thông tin nha, về nhiệt độ nè, có mở tính năng khử mùi hay không nè, nhiệt độ nè, tốc độ gió nè, và có cả cái giờ nè, và hướng gió ở phía trước nha các bạn, hướng gió ở phía trước. Rồi, đây là nhiệt độ này cho nhiệt độ của bên nhiệt độ của hành khách nha các bạn. Rồi trên cái phím xoay này chúng ta sẽ có cái phần front rear này để sấy kính trước và sấy kính sau, hai phím này để chúng ta sấy kính trước và sấy kính sau.
Đây. Rồi bên đây chúng ta dual, khi mà chúng ta tắt cái dual này đi thì nhiệt độ hai bên này nó sẽ giống nhau theo cái phần nhiệt độ này. Còn như chúng ta mở dual lên thì chúng ta phải là mở chỉnh nhiệt độ ở vùng ở bên phải, tức là cái phần ghế ở bên phải này nè. Ghế hành khách này chúng ta phải điều chỉnh nhiệt độ riêng. Đây. Rồi phía bên dưới đây chúng ta sẽ có là điều chỉnh tốc độ quạt gió. Đấy, tốc độ quạt gió. Ở đây là hướng gió. Thay đổi hướng gió nè. Rồi. Còn khi mà chúng ta bấm vào chữ rear này thì tức là chúng ta có thể là ngồi ở vị trí lái, chúng ta có thể là điều chỉnh cái phần nhiệt độ ở cái hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau khi bấm vào nút rear này để chúng ta điều chỉnh. Auto. Auto là khi mà chúng ta ấn vào đây thì nếu chúng ta đã set cái nhiệt độ rồi, set up nhiệt độ rồi, chúng ta ấn vào auto thì lúc này hệ thống điều hòa sẽ tự động điều chỉnh gió và hướng gió để làm sao mà đạt cái không khí bên trong xe đạt cái nhiệt độ mà mình đã set up rồi một cách nhanh nhất và giữ cái nhiệt độ đó trong suốt cái quãng đường đi luôn. Rồi tiếp theo là cái nút off, mà nút off này để tắt hệ thống quạt và tắt luôn hệ thống máy lạnh nha các bạn. Để mở lên. Mở lên chúng ta ấn auto để mở trở lại nha. Rồi, bên đây là lấy gió trong, gió ngoài. Gió trong, gió ngoài và tự động. Hệ thống tự động. Tự động thì họ sẽ cảm biến về không khí để mà tự động điều chỉnh lấy gió trong, gió ngoài một cách phù hợp. AC ở đây chúng ta để mở cái phần lạnh. Tắt máy lạnh, mở lạnh. Rồi. Đó là cái phần về hệ thống giải trí và hệ thống điều hòa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần về hộp số cũng như là các cái tính năng liên quan đến cái phần vận hành của chúng ta nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần hộp số và các cái chức năng về liên quan đến trong quá trình chúng ta vận hành nhé quý các bạn. Hộp số chúng ta đây là hộp số tự động 8 cấp và chúng ta cũng giống như các dòng xe số tự động thông thường thì chúng ta sẽ thao tác cần số có vị trí B, B là vị trí chúng ta đổ xe, R vị trí lùi xe, N là vị trí trung gian và D là vị trí tự động thông minh và M thì chúng ta sẽ có vị trí tự động chủ động. Đây. Rồi đối với phần các chức năng đây chúng ta sẽ được trang bị cái hệ thống là phanh tay điện tử. Trong cái series về hướng dẫn sử dụng xe của Camry thì bạn Huy cũng đã hướng dẫn sử dụng đối với phanh tay điện tử và có những cái lưu ý rất là chi tiết. Trong cái video này thì bạn Huy cũng sẽ hướng dẫn sử dụng lại, tuy nhiên là không cái lưu ý và chi tiết hơn. Đối với phần phanh tay điện tử thì chúng ta nhả phanh thì rất là đơn giản, thì quý vị các bạn nên giữ phanh chân nhé, ta ấn xuống như thế này thì lúc này phanh được nhả. Chúng ta kéo lên để phanh chân, để phanh tay, để kéo phanh tay. Tức là thao tác đơn giản hơn thay thường, kéo lên để phanh hoặc là hạ xuống để nhả phanh. Và tương tự như vậy đối với phanh tay điện tử khi chúng ta di chuyển cần số nè, di chuyển cần số thì phanh sẽ được nhả ra và chúng ta trả về B. Đó, thì phanh tay điện tử sẽ tự động kích hoạt. Đây, nè, ta di chuyển nè, phanh tay sẽ tự nhả ra, còn di chuyển về B thì phanh tay sẽ được gài và trả lại. Đấy. Tiếp theo đó là cái phần tính năng horn. Horn tức là giữ phanh thông minh. Khi mà đối với chỉ sử dụng cái này chúng ta cũng phải tắt dây an toàn vào nhé các bạn. Tắt dây an toàn vào. Và chúng ta ấn nút horn. Và lúc này thì quan sát trên màn hình táp lô chúng ta sẽ thấy là chữ horn màu xanh để phát sáng ở bên cụm đồng hồ báo tốc độ. Và khi mà chúng ta di chuyển ở vị trí D, xe ở vị trí D tức là vị trí chúng ta đang di chuyển, ví dụ như chúng ta khi mà đến cái phần lúc mà đèn xanh đèn đỏ ta dừng lại chúng ta đạp phanh thì ở phía trên màn hình táp lô dưới cái nút horn màu nối dưới cái phần đèn báo horn màu đỏ phát sẽ xuất hiện cái đèn báo horn màu cam ở phía bên dưới, thì lúc này phanh đang được giữ và lúc đó chúng ta sẽ nhả phanh chân ra thoải mái, lúc này phanh vẫn được giữ bình thường. Chỉ khi nào chúng ta
chạm vào cái phần chân ga thì phanh sẽ tự động nhả ra và chúng ta sẽ đi bình thường. Cần số vẫn ở vị trí D nhé quý các bạn. Đối với cái phần cái nút có hình nút chức năng có hình chữ A và up ở phía đây, thì khi mà chúng ta ấn vào nút này thì sẽ kích hoạt trên cái phần cụm đồng hồ báo tua, sẽ báo lên là có hình chữ A tương tự như thế này màu cam. Và cái tính năng này là cái tính năng dừng và khởi động thông minh, tức là sao, tức là khi mà trong quá trình chúng ta di chuyển tức là vị trí D di chuyển bình thường đến đèn xanh đèn đỏ, chúng ta đạp phanh dừng lại thì lúc này động cơ sẽ tắt tạm thời, khi nào chúng ta di chuyển thì động cơ mới khởi động trở lại. Thì cái phần tính năng này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiên liệu hơn nhé quý các bạn, và giúp hạn chế được ô nhiễm môi trường. Đấy, rất là hay. Và cái tính năng này sẽ đi kèm chung với cái tính năng horn, tức là khi mà có tính năng horn thì cái tính năng này mới hoạt động. Rồi. Phần phím chức năng ở phía bên dưới, đây là cái phím chức năng về nút tắt cân bằng điện tử và tắt cái tính năng kiểm soát lực kéo. Cái nút này chúng ta chỉ sử dụng khi mà xe chúng ta bị xa lầy chúng ta phải tắt cái tính năng là kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử đi. Thì cách tắt như thế nào để mà tắt kiểm soát lực kéo thì chúng ta ấn một lần như thế này thì kiểm soát lực kéo thì được tắt và sẽ báo lên cái màn hình hiển thị đa thông tin. Còn để chúng ta tắt cái cân bằng điện tử thì chúng ta sẽ ấn và giữ, và ấn giữ thì trong khoảng thời gian khoảng 3-4 giây gì đó, khoảng 3-4 giây chúng ta sẽ thấy trên cái màn hình tablo ở phía trung tâm sẽ hiện báo là TRC up và cái biểu tượng này phát sáng màu cam ở phía trên màn hình tablo, tức là lúc này cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo đang được tắt. Và để mở lại thì chúng ta sẽ ấn nút này một lần nữa để mở lại, hoặc là khi mà chúng ta khởi động lại động cơ đó, thì các cái tính năng này đều được mở trở lại hết. Đối với phần nút chức năng tiếp theo đó là Eco Mode. Eco Mode thì xe chúng ta sẽ có cái chế độ vận hành thông thường là Normal và thêm một chế độ là Eco, để khi mà chúng ta di chuyển trên cái đường trường ổn định chúng ta ấn Eco này thì chiếc xe chúng ta sẽ hoạt động rất là tiết kiệm. Cái phần tính năng Eco này chúng ta nên kết hợp với tính năng về Cruise Control, tức là kiểm soát hành trình tự động á, thì giúp chiếc xe chúng ta di chuyển sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Lúc nãy phải có nhắc đến cái phần tính năng là Cruise Control điều khiển hành trình tự động đi kèm với là Eco Mode, là chúng ta khi mà sử dụng để mà sử dụng được cái tính năng này để sử dụng khi mà chúng ta đi trên cái đường trường ổn định á, chúng ta đi với tốc độ ổn định, yêu cầu tốc độ tối thiểu là chúng ta phải trên 30 km/h chúng ta mới sử dụng được cái tính năng này. Và với tốc độ ổn định thì khi mà cái này giúp chúng ta giữ tốc độ của chúng ta không có điều khiển ga bằng chân nữa, chúng ta có thể là điều khiển ga bằng tay và giữ cái tốc độ đó. Để sử dụng như thế nào, sử dụng thì chúng ta sẽ ấn vào ở phía đây, chúng ta sẽ có on off này, chúng ta ấn để kích hoạt tính năng này lên, và khi đó chúng ta sẽ đưa cái tốc độ của chiếc xe lên đến trên 30 km/h. Để sau đó chúng ta sẽ ấn set, kéo xuống phía dưới như thế này, tức là ấn xuống vị trí set nè, kéo xuống như thế này thì lúc đó xe nó sẽ giữ ở tốc độ là chúng ta ví dụ như lúc nãy Khuê set đến chạy di chuyển tốc độ là 35 km/h, Khuê kéo xuống như thế này thì lúc này khi mà nhả chân ga ra thì xe sẽ giữ chúng ta ở tốc độ ổn định là 35 km/h. Và chúng ta sẽ tăng giảm tốc độ bằng tay, bằng thao tác là đẩy lên hoặc kéo xuống. Khi mà đẩy lên thì tốc độ sẽ tăng, mỗi lần đẩy một lần như thế này thì sẽ tăng 1 km/h, và chúng ta đẩy liên tục thì nó sẽ tăng liên tục. Tương tự như vậy, khi chúng ta kéo xuống như thế này một lần thì sẽ giảm 1 km/h, và chúng ta giữ luôn thì sẽ giảm liên tục. Đây. Rồi. Ở trên đây chúng ta sẽ nút cancel, khi chúng ta bóp vô như thế này thì cái tính năng nó sẽ tự động ngắt, tính năng sẽ được ngắt, hoặc là chúng ta sử dụng cái thao tác trên chân ga hoặc là chân phanh thì tính năng này cũng sẽ được tắt. Và để mở trở lại thì chúng ta chỉ cần đẩy lên như thế này một cái thì tính năng này sẽ được khôi phục trở lại.
ở đây là reset nè, đẩy lên như thế này một cái là cái tính năng là kiểm soát hành trình tự động sẽ được kích hoạt trở lại. Còn nếu mà chúng ta muốn tắt luôn thì chúng ta sẽ ấn vào nút này để mà tắt luôn cái tính năng này. Đây, cái tính năng này thì lưu ý với các bạn, chúng ta chỉ sử dụng trên đường ổn định, tức là những cái cung đường mà tống xe và chúng ta hay là di chuyển với tốc độ mà trên 30 km/h xuyên suốt, chúng ta hãy sử dụng cái tính năng này. Đây. À, bên trong của xe Toyota Avanza sẽ được trang bị gương chiếu hậu bên trong là chống chói tự động, và có một cái hay nữa đó là nó sẽ tích hợp luôn cái camera. À, ở đây chúng ta bình thường chúng ta nếu mà chống chói mà thủ công á, chúng ta lẩy lên như thế này thì chúng ta sẽ cái gương chúng ta sẽ tối đi, đúng không ạ? Còn đối với gương chiếu hậu bên trong của Toyota Avanza nè, chúng ta sẽ cần lẩy lên như thế này thì sẽ mở lên một cái camera phía sau để quan sát. À, trường hợp quan sát như thế này chúng ta sẽ không bị khuất người ngồi ở bên trong xe. À, chúng ta sẽ quan sát này, chúng ta sẽ điều chỉnh thử cho chúng ta rất là nhiều chế độ để điều chỉnh. Đấy, rất là nhiều chế độ điều chỉnh. Đấy, hồi điều chỉnh chọn thử một cái nè, điều chỉnh nè, độ nghiêng của camera nè, để cải thiện cái góc quay. Đấy, rồi sang phải sang trái nè, đấy, cải thiện cái góc quay nè. Chúng ta quan sát ở phía sau rất là rõ. Đấy, bên đây chúng ta sẽ có nè, xuống dưới nè, xuống dưới nè, lên trên nè, dường như là cái camera này hỗ trợ toàn bộ phía sau, có thể chúng ta quan sát được thấy toàn bộ phía sau luôn, rất là tiện, rất là hay nha quý các bạn. Đấy, còn khi mà chúng ta lấy xuống như thế này thì trở lại như bình thường, chống chói tự động bình thường. Rồi, tiếp theo ở phía trên đây còn hơi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái cụm phím chức năng phía trên. Cái phần cụm phím chức năng phía trên này thì chủ yếu là để về đóng mở cửa sổ trời và hệ thống đèn cần ở bên trong. Ở đây chúng ta sẽ làm open close. Đây là hai cái nút bên hông, đây là một cái cách nữa để mở cái cửa bên hông. Đóng nè, mở cửa bên hông nè. Đấy, tương tự này đóng để mở cửa bên hông bên phải. Phần đây là để đóng mở cửa sổ trời. Đây, ấn như thế này để mở cửa sổ trời phía sau. Đây, đóng cửa để đóng lại. Và cửa sổ trời chúng ta sẽ tự động chống kẹt như các bạn. Phía trên đây là mở cốp sau. Và cái phần các cái phần này để mở tắt mở hệ thống đèn trần, trần trái bên trái bên phải, mở tắt mở hệ thống đèn trần.